Biết sao trút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đỡ chờ trong. Thầy dở rồi, thấy không? Mà không đi, thấy thầy quá sướng ở đây hoài luôn. À, thầy kêu đi con ơi, đi. Khó đi quá thầy ơi. Mình nói đâu đã, tu thành Phật khó quá, thành thần. Thầy tu thành Phật được, thành Phật khó quá, thôi thành thần đi. Đó đó, thì mình kéo lỡ, kéo lỡ cái gì đâu, phải không? Thì rõ ràng đó thầy ra đời thầy mở ách. Điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gõ ách. Hai nha, ách này tới hai phần. Ở bên ngoài đất nước Việt Nam đô hộ người Pháp, đó là một cái ách. Thứ hai, mình bị dân lợi tình thất tình lục dục là hai cái ách. Về tinh thần, thầy gỡ cho mình rồi. Điên gỡ ách, xích xiền thế tục. Đạo thở của mấy bà con mới một sáng mắt ra. Không sáng mắt tại mình đó. Thương yêu nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà Đức Thầy tôn kính chúng ta đã hoài bảo là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khô dọn vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thưa quý vị, theo quy nguyên đó thì tam giáo quy nguyên, tam giáo quy nguyên là có đạo Phật, đạo Thánh và đạo Tiên. Thì cho nên Đức Thầy hôm nay để là dân năm sắc lệnh để quy nguyên tam giáo. Mà trước đó cách là 10 năm 1926 Đại Đạo Tâm Kỳ ra đời là quy nguyên tam giáo. Đó, về cái hình thức cho nên Đức Thầy mới là quy nguyên bằng tinh thần. Thầy nói trong tam giáo anh cần mở đạo trường ngoại bang phục đáo như xưa, rồi Phật tiên dặn chỉ lọt lừa chúng sanh ráng nhớ muối vua hậu này. Vậy cho nên Đức Thầy mới là quy nguyên lại tam giáo. Thưa quý vị, ở trong năm Đức Thầy mới là nói rằng là ta dạy thế mượn lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tồn. Trong giáo lý của Thầy là học Phật tu nhân. Học Phật đó là về đạo nhân của Khổng Tử, gọi là tu nhân. Còn học Phật là chương trình của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở trên ngôi Tam Bảo là học Phật, ở dưới cửu quyền là tu nhân. Còn triết tự về cửu quyền thất tổ là chữ cửu quyền là của đạo Thánh. Còn thất tổ con số 7, số La Mã gọi là học Phật. Thưa quý vị, rõ ràng Đức Thầy chúng ta ra đời để làm quy nguyên tam giáo và dạy cho tín đồ là học Phật tu nhân. Bàn xét như trên thấy rằng toàn thể chúng ta trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Con số 7 là con số tượng hình của La Mã, mà con số La Mã đó là nó biến dạng, cho nên gọi là thất tổ là của đạo Phật. Còn cửu quyền, con số 9 là con số của đạo Nho. Thưa quý vị, ở dưới địa ngục đó có con số 9, 9 suối. Thất tổ cửu quyền nơi 9 suối. Mỉa mai xa lắm, sáu đường viên thất tổ cửu quyền nơi 9 suối. Vẫn mong hậu tấn biết tâm trai. Đó là con ở dưới địa ngục nghe. Còn ở đây có con số 9 nữa. Đó, thế gian ông vua có số 9 là 9 bệ. Đó, chính bệ là gì? Phải không? Đó, Thái Phó, Thái Bảo. Phải không? Rồi Tôn, rồi là Trung Đệ Tôn Bá. Rồi là Tư Không, Tư Khấu, Tư Mã, Tư Đồ. Thì rõ ràng là chính bực. Còn ở trên á, ở trong có trời, có chữ cổ trùng. Cũng chính đó nghe, con số này số bữa bên đó là Đạo Thánh à. Cổ trùng là gì? Nhật tinh, nguyệt tinh, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, quả tinh, rồi nhị thập bát tú tinh, rồi đó là nam tào bắc đẩu tinh quân, phải chính không? Chính nữa. Còn bên đó là cây phương có cửu của Phật, phải không?
cô chưa chính là cô đạo, cô đạo nho, mà trong đạo nho mới biến hệ biến dạng ra. Bên đạo nho đó là bên ta đó Tây Phương có cổ phẩm Liên Hoa, phải không? Có cổ phẩm Liên Hoa là gì? Là thượng trung thượng bối, nó có ba bậc đó: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Còn trung bối có ba bậc: trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ bối có ba bậc là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì đó là con số 9 này biến cái gì đó quý vị. Con số 9 nó rất là đặc biệt, nó về bên đông y đó, khoa học mà tao nói ra như thế này nè. Có hai câu thơ nghe: cửu nữ quẻ âm số 9 mà, quyền đen sâu cứng khó bài ra, thắt nam dương ấy nên kêu bảy, tổ chỉ cho ông lẫn với bà. Không phải kinh dịch mà là khoa học. Khoa học là đông y, đông y mới có cái này. Con số lẻ là không phải nói âm và dương, thường thường nó nói là cửu hai chín đọt, nữ chín đọt, nam bảy đọt. Thì đây là ông bà, cái ông này ông viết ra tôi sao rồi tôi hiểu đó, tôi lại ông đó luôn đó. Ông viết ra nè, mình bàn hoài, bàn chặt lắc hoài, ông để trên kia ra bài nguyện trước bàn thờ ông bà. Ông này ông gì đó không? Tôi hỏi ông ta, nó nói ông này là Nguyễn Long Thành Nam. Đức thầy của ông là Nguyễn Long Thành Nam đó, ông viết tựa. Khi tôi không đợi tựa, ông đợi tựa ra. Thì giờ quý vị biết không? Trước mình là ông bà, sao cha mẹ rõ ràng rồi. Thì cửu quyền là cái đó đó mà hai. Bước chỗ này, thất tổ cửu quyền là ông với bà, cha và mẹ, rồi xong. Bạn gì đâu là cửu tộc đem vô. Cao tầng tổ khảo kỹ tử tôn tầng quyền nãi cửu tộc nhân chi luân có một họ một hà. Đây là cửu tộc. Cửu tộc mà trong dòng tộc mình trên bốn đời dưới mình bốn đời nữa, con cháu chắc chích ta không có chịu, ai thờ con cháu chắc chích trên đó. Đây là cửu tộc bên sách gì? Tam Tự Kinh. Cao tầng tổ khảo kỹ tử tôn tầng quyền nãi cửu tộc nhân chi luân, đó là một họ, là con số 9. Tôi lấy con số 9 đó đó, rồi kể từ đời ông nội lên tới bảy đời. Không biết đứa thầy có giải không, nghe nói đứa thầy giải vậy đó: ông nội, ông cố, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sò, ông sẩm, ông kỹ, ông lai, ông sẩm, ông kỹ luôn nữa, kể vậy đó là bảy ông, là ông tổ. Không, thầy nói ngày nào đất được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, tổ là ông, tông là dòng họ, dòng họ bảy đời, dòng họ bảy đời chúng ta có dòng họ cha, có họ mẹ, có họ bên vợ nữa, và chu di tam tộc đó. Hồi xưa quý vị biết cái mẫu chuyện mà cô Tiết Quý không đó? Tiết đó là ông Lương, Tiết ông Lương say rượu, mẹ ơi mẹ nói mẹ nghe nghe, con uống rượu nữa cho chu di tam tộc. Thì bữa đó nó uống rượu nữa, để đến bài là miễn tủ bài, nghĩa là không còn uống rượu. Ông uống rượu rồi thái tử nó chơi hả, bắt thái tử ra giết hết trơn dòng họ Tiết. Dòng họ mẹ là Nguyễn Kim Quê, bà Nguyễn Kim Quê. Dòng họ vợ bà Phàng Lê Quê, bà Phàng Lê Quê chạy lên tới cung cung trời cho nó lên trên bà có là Lê Sơn Thánh Mẫu chốt cho nó, bà không tiêu rồi. À, sau đó bà còn lại, bà mới nhận ra cái đường là đau, đường đau của Tiết Giao, Tiết Quỳ phục nghiệp. Khi bà bắt vào ba trận, nó nhà ngươi con ai, nó thiệt, bằng không ta giết, bị bả giỏi lắm. Bà ta không có giết ngươi, ta biết đường đau này của ai, ai dạy ngươi, ông nội ngươi là tên gì, cha tên gì, khai ra bằng không ta chém đầu. Bà bị quắc chói à, ông Tiết Giao bị quắc chói, nó dạ con là họ Tiết. Con họ Tiết đã Tiết Giao, ông Trình Giáo Kim không thay tên đổi họ rồi, vậy ta tha mà không tôi giết đó, thấy không đó quý vị, thấy không? Đó là dòng họ bên nội, dòng họ bên ngoại đó, rồi là tổ là ông công đầu tiên của họ mình, và đồng thời trước đó sáu đời nữa là bảy đời. Tôi kể vậy đó quý vị, đây là một đời mình, sáu kiếp trước là sáu đời nữa cộng là bảy đời. Ngày nào đó được lục thông giới hồn cho mẹ tổ tông bảy đời, tổ tông nghe nhớ nha, có tổ không đâu, tổ tông bảy đời. Nếu tổ là tổ tiên sanh ra họ Nguyễn một họ hả, còn là tổ tông, tổ là ông đầu tiên sanh ra họ Nguyễn, mà tông là dòng, dòng bên nội, dòng bên ngoại,
Nếu có vợ, vòng bên vợ luôn. Nói gì đấy? Vòng mà, tông là vòng, tổ là ông. Thầy nói cúi đầu lại tạ tổ tông hết trơn rồi. À, còn sách để tại sao mình cúng ba chén cơm không cúng cô quyền mà hai chén mà bốn chén đó, một chén là họ của ông ngoại, một chén là của họ bà ngoại, một chén thứ ba là ông nội, dòng họ ông nội, rồi một chén thứ tư dòng họ bà nội, hết rồi không còn ai trên tổ tông. Như vậy thì đây sách hồi xưa gia phả, hồi xưa trong sách của là Tam Tông Miếu đó, vậy Tam Tông Miếu đó, hồi xưa lâu đời lắm, hồi đời của nhà Chu, Chu Công Đán, để là tại sao không cúng cửu quyền hai ba chén, không cúng hai chén mà lại cúng bốn chén. Đó là cái tích hồi xưa đó của Tam Tông Miếu, cho nên mình cũng không cúng năm chén không được, mà cúng hai chén không thấy. À không, cho nên cúng bốn chén này là hết trơn, bên nội bên ngoại bên là tổ tiên của mình hết trơn rồi, không còn thiếu ông nào. Thấy không? Đó vậy là cho nên hôm nay cô bác anh chị biết thầy ra đời đó, chỉ có quyền thôi đã chích chung lợi là học Phật tu nhân rồi. Còn trong Tam Bảo thì ba đời, cái đời quá khứ, cái đời hiện tại, đời vị lai là tam thế chư Phật. Còn ở ngoài vạn thiên đó thì vạn Phật giữa trời. Thấy không? Thầy nói là đó, nhìn gạch gái khắp từ nhà, bỏ đạo si đồi thấy xót xa, bàn Phật giữa trời hương không đốt, lưu hương chung nước dập đau cà, bình thờ Phật thánh không ai nhớ, hữu sự thỉnh mời ghéo giữ a. Vậy thì hôm nay cái bàn Phật giữa trời dưới đây là sự tướng Tam Bảo ở trong, ở ngoài lý tánh Tam Bảo thì cũng gọi là học Phật tu nhân thôi, phải không? Học Phật và tu nhân đó, cho nên cửu quyền rất là quan trọng và thác tổ quý vị đó. Cho nên trong Tam Giáo Quy Nguyên đó, thì một, Đức Thầy lấy của Đạo Phật. Cho nên đó, trước khi Đức Thầy ra đời thì ba cái tôn giáo bị bế cửa, đóng. Cho nên Đức Thầy nói sứ mạng đó, bởi đời này pháp môn bế mạc, bế gì đóng? Bế là đóng, đóng cửa lại, phải không? Mạc là hết rồi. Thời hạ quân mạc pháp đã hết rồi. 1926 tam kỳ đó là tam kỳ phổ độ kỳ 3, là của đại đạo tam kỳ ra đời là hết đời. Cho nên năm 39 đó, bên Tây Ninh mới phái cho ông Tham Tá Ngà đến giúp Đức Thầy, tại sao là đại đạo tam kỳ còn là quân sư của hảo nữa. Đó là vậy đó. Cho nên bế ha, bế không bế, từ ngàn xưa Phật pháp gài then một, thấy không? Từ nay cửa khổng gài then là hai, cửa tiên quan hải còn khóa cổng là ba, phải bớ không? Bớ rồi. Năm 1939 thầy mở một câu thôi, mở ra hai cửa, một câu thôi quý vị, một câu là mở hai cửa này, khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, mở không? Mở từ bi của đạo Phật, chí thiện của đạo thánh. Trong tam cương lĩnh của đạo thánh đó là đại học chi đạo, tại minh minh đức, minh đức, tại tăng danh, tăng danh là hai, tại chỉ ưu chí thiện, chí thiện đạo thánh. Vậy Phật có thể vẽ hai cửa không? Rồi chữ Nam Mô nhập được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Thầy ra đời mở ba cửa, mở mà không vô ha, tại mình đó, mình thầy mở không vô đó. Rồi xong thầy nó ma ha thòn nhỏ dọn rồi ra bước xuống đi qua bớt giác mà, sao hỏi còn chờ ta réo mãi dân tình xem gãn cứ ngâm nga, còn không tôi ta hả? Rồi tới ông dân thù, dân thù sư lợi á, không, dân thù Bồ Tát từ bi chờ hùng bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa nước sống bùm loan rước người tu niệm sơ sang phỉ tình, không xuống là chắc vừa phải không? Ma ha sòn nhỏ đã dọn rồi, chờ dầu tha lái chuông bùm chó xả trôi, bất bát bờ mê mê phải lánh, ly biệt hồng trần hỏi ai ôi. Đó không xuống là thua luôn. Thì bác nhã ta cầm tay lá quyết đưa người khỏi bất sông mê, dầu cho nay xa cách sở Tây sở, và tề đông tề, đông sở tây tề, Đức Thầy về hướng Tây rồi, phải không? Dầu cho nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ráng tu đi con ơi, không tu thì chết, không tu xuống năm, tu theo ông Tư. Và thì rõ ràng đó là thầy nguyên nguyên là tam giáo. À, cho nên thầy nói là
ta dạy thế mượn lời Phật Thánh nên truyền ban cho chúng sanh tường. Phật là gì? Phật là giác ngộ hoàn toàn, từ bi hỷ xả. Đó là dạy. Hồi xưa có ai dạy Phật thừa đâu? Không ai phải dạy Phật thừa, phải không? Đức thầy dạy Phật thừa. Phật thừa là bốn đạo đức: từ vô vượng tâm, bi vô vượng tâm, hỷ vô vượng tâm, xả vô vượng tâm. Cho nên đức thầy biểu nè, bốn giai đoạn được đạt bốn đạo đức. Tôi suy nghĩ kỹ, đức thầy viết cái bài này rất là đặc biệt. Điên này như thể dây, nói với theo cùng như thể dây dùng, dùng không? Dùng. Đây bốn đạo đức không thành công. Bây giờ ta cũng nói bốn ý trì giới nhẫn nhục để độ tham sân si đạt được bốn đại đức. Đây quý vị đọc lại câu phải trong bài chương Phật bốn đại đức không? Nếu không nói không, hạ nữa, hạ thấp xuống. Còn phương pháp niệm Phật để trừ vọng niệm chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy không cho có lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên ai hãy thành tâm niệm một tiếng Phật, liền một vọng niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật liền tất cả vọng niệm chúng sanh, đến khi nhất tâm bất loạn, trần ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt. Lòng ham muốn, các tình dục còn đâu đã sanh đạt được bốn đại đức, thành Phật đó. Rồi còn giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba nghe, đây là giai đoạn thứ ba nè. Ba giai đoạn để đạt được bốn đại đức, chứ không phải nói mà thầy biểu niệm Phật nghe. Tôi suy nghĩ kỹ, đây thầy đang luận về bốn đại đức mà. Giai đoạn thứ ba, niệm Phật, niệm bản lai. Bản lai là gốc trở lại, bản là gốc, lai là trở lại, thanh là trong, tịnh là sạch, thanh tịnh của Phật. Cho là mình nương theo đó được thanh tịnh là trong sạch, chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Giai đoạn ba, đỡ khác vô nhiều thầy nói đó. Nếu ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại, đừng theo tà quỷ tham sân si cho để trong lòng. Phải giữ vào được thật trong. Thật trong nghĩa là thanh tịnh. Ai còn tham sân si niệm Phật không thành công, không đạt được bốn đại đức. Giai đoạn bốn à, dùng không? Thầy dùng đó. Mà tại vì mình nói là khó hả? Không giống khó đâu, tại mình không làm. Thầy nói nè, không, thầy nói cần tu thập thiện thì sự niệm có hiệu quả. Tu thập thiện giúp được thập ác, cũng là tịnh tam nghiệp bốn giai đoạn. Chỗ khác thầy nói trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Mà nhân đạo của thầy đó, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Niệm Phật giảng sanh dễ không? Dễ lắm, mà suốt đời làm không xong. Phật thừa đó, Phật thừa của Đức Thầy đó. Hồi xưa thầy nói Đức Phật dạy chỉ có Bồ Tát thôi, thấy không? Nhân thừa, thiên thừa, thông văn thừa, duyên thế giác thừa, Bồ Tát thừa, Như Lai tối thượng nhất thừa không dạy. Hôm nay thầy dạy hết Phật, mà không làm đừng trách Phật tin không chỉ bảo. Sao còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Chỉ hết rồi đó Phật, chỉ hết rồi. Giờ hôm nay đạo Phật tối thượng là tứ vô lượng tâm. Lúc đầu Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng, nhiều dắt dạy dỗ không nỡ để chúng sanh xa và đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng vì thế ghét bỏ để thương xót không cùng. Đức hỷ, thường thường làm an vui, làm những việc lành, dù gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng không vì thế sanh lòng bực bờ buồn bã. Đức xả, ngài chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai tố tâm làm lỗi, nhìn cõi đời không bao giờ sanh lòng đến ai. Thầy không giấu, không giấu bao giờ, phải không? Mình giấu ra, Đức Thầy không giấu, Đức Phật không giấu, chỉ hết trơn con đường đi về cõi Phật. Chỉ hết đường về nhân thừa, đường về thông văn thừa, đường về duyên giác thừa, đường về Bồ Tát thừa, đường về Phật thừa, chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật đó quý vị, không? Xưa nay có ai dạy mà tu duyên giác thừa và niệm Phật không? Mà có ai mà dạy mình nó chứng vào quả thông văn là niệm Phật không? Nhưng thầy chỉ, không? Một chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trong cùng dưới dù thầy hay tớ cũng tưởng điều trung chánh mới màu. Việc vô sai nghèo mã đâu đâu hãy dập dắt, nhớ gì? Nhớ đâu được tự đạt được bắt cánh đạo.
đắc được thánh đạo, đắc được thuốc nhân quả. Thấy không? Ai dạy vậy không? Có đức thầy dạy thôi, không ai dạy cho em không? Còn thương nữa, nhân giác là thật đó, nếu ta tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi đi qua đầu đó, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng cả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, đỡ bụng tham lam mất tử, gây rối mối thiện duyên, lần lần trí huệ mới mang tiền màng vô minh diệt hành, diệt thức, diệt danh sắc, diệt lục dập, diệt xúc động, diệt bảo thủ, diệt hữu, diệt ái, diệt sanh, diệt đảo tử, diệt ấy là giải thoát chứng quả viên giác, viên giác thường của thầy đó. Thì lỡ nói vụ nghe nha, thì nhiều người nói quá rồi, đó như các đồng đạo lớn tuổi của mình đó, là các bậc tiền bối mình nói giờ đức thầy có giải tứ vô đời, mà trong chuyện trong thầy tôi nghe tôi khế hợp với kể của vị nghe chứ nói không sách mách không chứng không dám nói. Vì cái ông Hương Quán Việt với ông nói chỗ cô hỏi thầy ơi, thầy nói á, sơ giải về tứ vô bèo, tại sao a khổ đề cái thầy giải, còn đạo đề ở đâu, tập đề chỗ nào, rồi việc đề ở đâu con không biết, nó có giải đâu lại, nó giải ở đâu thầy? Thập nhị nhân duyên là các tập nhân sanh ra quả khổ, tôi giải rồi đó, còn việc khổ để hưởng quả niết bàn là việc đề đó là môn hoàng diệt, tôi giải rồi đó. Còn đạo về tôi giải rồi ba chỗ đó, vũ tư một chỗ nào rồi đó là dặn dò bổ đạo rồi tới cái luận giờ bắt chánh năm 45 còn gì nữa, tôi giải rồi đó, thấy không? Cho nên tứ vô bèo thầy giải hết, nhưng tại vì mình không học không đọc cho nên thầy đó là quyển kinh nhật tụng, cái ta nói thôi kiếm kinh nhật tụng của bên đó đạo Phật là sai lầm to, cái nghĩa chữ nhật là ngày, chữ tụng là đọc, đọc hàng ngày, có ai đọc không? Nhiều khi tôi không đọc đúng không gì ơi, đừng nói tay tôi không á, là một cây nào mà tôi không đọc nữa đó, có rảnh đâu đọc. Thật sự ba có gì thấy không, thầy biết là những đó đó là quyển kinh nhật tụng của những ai thoát chốn vô bờ tấn triển trên đường giải thoát, không đọc khí gì trên không, đọc và thuộc lòng còn nghiền ngẫm, cho nên nó là văn huệ là đọc, tư huệ đem cho tư tưởng, rồi tư huệ là đắc đạo, nghiền ngẫm rồi mình tu. À, cho nên nó chương trình học Phật của thầy rất là rộng, đó là nói về đạo đạo Phật, còn nói về đạo thánh nó gì phải không, có tám điều một bát điều một tam cương lĩnh, đạo Phật nó có dụ gì, bi trí dũng phải không, lòng từ bi trí sáng suốt và cái mạnh mẽ không bao giờ khiếp nhược đến cái trước mặt của danh lợi tình và thất tình lục dục, đó là dũng. Còn đạo thánh á, nhân trí dũng, nhân là thương người, có ba cương lĩnh này đó, đại học chỉ đạo tại minh minh đức, tại tâm nhân, tại chư chí thiện, muốn làm đạo lớn phải có sáng cái đức, muốn sáng cái đức phải đổi lợi người dân sống mới, mình sống mới chưa, tâm dân tăng làm mới, dân là người, mình là người sống đây phải đổi mới, đổi trước đi. Cho nên thầy nói là sao lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổ sát thay hồn, đổ trước đi tâm dân, người ta muốn đổ được người dân mới phải chỉ ưu trí thiện tốt lành mới được, mà cái tốt lành đó là cách giặt là trí chi là thành ý là chánh tâm là tu thân là tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó là đạo thánh. Mà hôm nay đó đức thầy dạy mình rõ ràng trong điều ngăn cấm thứ nhất của gì, mà nếu mình không đắc được bốn đường thì khó mà đạt được tam căn ngũ thường. Bốn đường đó là gì? Ta cho nó uống rượu tổ phải không, tổ sắc tài khí tứ đồ đồ là quý vị biết không, thầy tôi tổ đi trước không, cơ bản đó rồi đó, đàn biết là sắc ác hiện đó, cho nên á là khí hùng, khí hùng đây là cái hơi mạnh của áp phiện, cho nên tôi thấy đó là tài đó, đó không phải là tài là tiền, tổ sắc tài là tài bàn, bài 52 lá 108 tụ chơi gọi là tài bàn, là cờ bạc tài xỉu gì đó vân vân. Còn ở đây đó là khí hùng, mình nói là khí hùng là sức mạnh thôi,
Nhưng mà cái hơi mạnh của á phiện không hít nó, dù đó là thử một lần. Mà hít vô một cái rồi đó là nó không thể nào mình làm chủ được bản thân. Thân tàn ma dại, cho nên gọi là ma tí. Đó, thành ra từ uống rượu cờ bạc á phiện chơi bờ theo đàn điếm. Đây là bốn cái cách này, rồi nó được đồ đó, nó giữ được tam can. Quân thần can, phụ tử can, phu thê can, mới giữ được nhân, nghĩa, lễ, trí, đức. Đây là mình thấy mình hư chưa? Tôi thấy đạo cái đây tôi hư rồi đó. Không, bởi vì mình mất tiêu cái đạo nhân rồi, thầy mới đem đạo nhân là tam can ngũ thường cho mình giữ. Mà hồi xưa nay có ông Phật nào đem cái tam can của đạo thánh cho mình giữ giới không? Không có. Bởi vì mình cũng không mà pháp này tôi tưởng mình quá khứ nhỏ. Nó nói thiệt tình cho mình bị phục hồi chứ không phải là giảng hồi. Nó nói giảng là giải, hồi là trở lại đạo nhân. Nhưng mà phục hồi, tôi nói cái phục bị hư, phục hồi lại. Cái máy bị hư, đại tu. À, còn là cái là bích tông bị hư, cháy nồng, cháy nồng lên. Bây giờ mình bị hư rồi đó, thấy không? Quý thấy không? Đó là rõ ràng đạo nhân không còn nữa. Thấy không? Thầy nói nhưng ngặt nẫu gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời. Ta không sót lo tàn lo tạo, chẳng thấy ai rễ thảo vô huyền. Rễ thảo vô huyền đó là đây là nền móng của đạo nhân của thánh khung Khổng Phụ Tử. Mà thầy nói là ta giải thế mượn lời Phật Thánh, đây là đạo nhân. Các vật là biết hết các việc, trí nhi là biết hết tất cả. Thành ý chưa? Ý chưa thành. Ý không thành thì đâu đâu có nói về chánh tâm được. Ý không thành là chánh tâm không có, mà chánh tâm được mới tu thân. Thấy chưa? Đâu phải cái dễ đâu. Chánh tâm được mới tu thân được, mới tu thân nè. Tu ăn chay nè, cúng lại ngày tám thời nè, chưa phải tu thân. Chưa chánh tâm làm chủ được mình. Mình làm chủ được mình mới lập đường vững chắc. Lập đường vững chắc rồi mình mới đi đến nơi. Là chánh tâm đó, mới tu thân mới tề gia được. Tề gia là gì? Trong nhà giải quyết xong. Mới nghĩ quá ra ngoài mới dạy người ta đang mới nghe mới bình thiên hạ được. Tâm mình chưa bình thì mình chưa bình ai được hết, cho nên cuối cùng ông thánh dạy từ chút chí nhi mới thành ý, thành ý mới chánh tâm. Chánh tâm được rồi mới tu thân. Mình chưa kìm cái chánh tâm sao thì tôi dòm tâm tôi hoài, tôi nó nhảy mài, nó nhảy nhảy mãi mãi, nhảy hoài hoài, nhảy mãi mãi. Bữa nào nhớ được Nam Mô A Di Đà Phật quá mừng, bữa nào nhớ được câu giảng trong bụng quá mừng. Nó không đi chứ bây giờ nó nhớ chuyện thế gian bao đồng, nó nhớ chuyện hồi 10 năm trước á, ông đó ổng làm tôi giận đó, nhớ thù ổng á, mà trong bụng thù rồi mà diễn nó đi. À, cho nên cái chánh tâm đó là ông thanh sĩ cũng chỉ cách là chánh tâm. Ông nói gì ấy, giọng trần vừa mới tháng an chẳng ngay cho bữa gian tràn trong tâm. Trong tâm nếu chẳng làm yên lặng với dù ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng ấy làm lòa mắt đi. Vọng tâm rất làm nguy cho hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ôm gắn độc mà nằm. Thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Tâm vọng nhất mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh vì nó sáu đoàn chuyển đưng. Đây là ý của ông thanh sĩ, giống như ý thánh. Ý thánh nói vậy đó. Ý thánh là biểu là chánh tâm thôi mới tu thân được, mới tề gia được, mới trị quốc được, mới bình thiên hạ được. Rồi ông tức thầy chỉ nữa nè, tu tâm nữa nè. Người ta bận nói tôi sửa gì, sửa sáu qua tết, sửa dốt qua thông, sửa không thành có, sửa chữ méo mó thành vuông tròn và thuộc lòng. Nhưng mà thầy dạy đây là chính xác nhất, thầy dạy nha. Sự đầu tiên của hồi hành đạo cốt sửa tư tưởng, à, tiêu tắt đánh đổ tư tưởng xấu xa cái gì xấu, à, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức mới níu được cái tâm này đã đắc đạo lâu rồi, thì chưa có, phải không? Để cho nên thầy nói cho khác cái xấu đó. Cái xấu đó thầy chỉ nè, đầu tiên nhất là gì? Không, người mới sanh tánh thiện trờ dành bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu. Cái tập xấu khởi ban đầu là danh lợi. Và thầy nói đó là khi đã câu giảng mới tự xét mình sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỡ thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Những thói hư tật xấu với răn chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tặng mặt. Nếu tật xấu không chừa, thói hư không chừa á, thì nhất định không thấy người xưa tầm tặng mặt. Ta cái sơ ớt trừ cho vắng tắt đó là ngủ lung trong bài không buồn ngủ. Bỏ đây là thầy nói cho khác nghe. Đó, dẹp lợi danh, thấy không? Lợi danh nói xấu nữa. Dẹp hết mộng sầu. Đó, người xưa là ai? Cha với chúa. Thấy không?
đặng trở lại với cha cùng Chúa. Thì rõ ràng danh lợi không dẹp thì tật xấu còn mãi, bảo vệ cái danh rồi bảo vệ cái lợi chưa nói cái tình, nghe tình còn xấu dữ nữa. Mà thầy nói hai câu này thôi là đủ chết con người mình rồi, đừng nói tới cái tình. Cái tình á mạnh như lũ bướm phải rơi dưới đũa thiền, mạnh như phạm lãi rơi dưới vai không tay thi đó, rồi mạnh như là vô trụ phải xua con đất kỹ. Chị mới thấy không, đâu rõ ràng. Mà anh vô minh dương thì nụ cười bao tự là đi. Cho nên cái sắc đẹp giết người chẳng gớm tay, sắc dương thuốc độc giết muôn loài, sắc đưa tu sĩ về địa ngục, sắc nhiễm nhiều đời sáu não hoai, đường thánh không vào. Chánh tâm đâu được? Nếu chánh tâm được không có ai mua chuộc được, thấy không? Thành ý với chánh tâm có thì nhất định không có cái gì mua chuộc được hết. Cái danh cãi anh đi, tôi không nói là danh giả, mà tôi nói nhất định đừng có đem cái chức vụ gì đối với tôi, ông mình với ông thương thần, ông quan tâm á, chức gì không có chức hớn thọ định hầu treo luôn đi luôn. Còn ông Nguyễn Trung Thực đó chức gì? Chức chặt đầu tay đó. Mình nói mình tôi đeo đầu quạt mình thua ông thần là nhân giữ danh rồi. Tiền tiền hả? Ba ngày thưởng thưởng bạc, bảy ngày thưởng vàng, lên ngựa thưởng vàng, xuống ngựa thưởng bạc, 7 ngày tiệc lớn, 3 ngày tiệc nhỏ, tới cuối cùng tiền anh vô tôi đó, nói với đó là thừa tướng đi, tiền còn giữ đi đó, ở trong thành hứa xương. Thấy chưa? Cuối cùng lợi là người tướng ta không có ham danh lợi rồi, ông thần không ham danh lợi rồi, cuối cùng mình tu đừng có ham danh lợi nữa thì tật xấu nó không có, nó không lộ ra, nó không lộ ra rồi mình mới không ai muốn chuộc đất trắng á. Chắc tâm mới tu thân được, thân mình không bị lụy về tình, không lụy về danh, cũng không lụy về lợi, danh lợi tình không có rơi thì thất tình lục dục miễn mai mình sẽ trừ. Mấy thằng tu lớn này mà mình trừ không được thì con sâu, đó là sâu đó, của mấy anh bỏ sao trừ ha? Sâu bình thân nằm dưới đất sao trừ, nó nằm trên cơ khâu nè, sâu ra da láng nè, sâu keo nè, sâu xanh nè, chà bá mà trừ không được làm sao trừ sâu kia. Tại nó có gắn công trình dạch lá tìm sâu, lúc trồng rẫy rủ nhiều sâu bọ còn ngẩn ngơ bỏ giống hay sao, nếu lọt rành mới không mới biết được vàng thao ai thật tánh ai người giả đạo gì. Hôm nay mình ráng nghe, đó là thánh. Còn về đạo tiên đó thì vô vi thanh tịnh, thanh tịnh đó, vô vi thanh tịnh làm tông. Rồi ngài đó lấy cái chỗ khiếu, nhất khiếu di quyền quang thì để là để làm chủ được tung khí thần đó, tung khí thần luyện tâm quân, quân tinh quân khí quân thần mới chuyển được ngũ hành. Còn hôm nay mình chưa làm chủ được tung, chưa làm chủ được khí, chưa làm chủ được thần tranh ngũ dục, nó còn hoài. Ngũ dục là trong đó nó có năm cái tạng nó sanh ra ngũ dục, phải không? Năm cái tạng quý vị nào có học bên Đông y thì biết liền. Thứ nhất là cay, chua, mặn, đắng, ngọt. Đây là ngũ dục gì? Trong ngũ đoạn sanh ra cái tạng bao tử ưa ngọt, cái tạng phổi ưa cay, cái phần thận ưa mặn, cái thận là tim ưa đắng, phải không? Đó, tạng gan ưa chua. Mà anh nào không làm chủ được nó rồi nó sẽ lâu đi thành ngũ dục. Còn làm chủ được nó sanh ra ngũ thanh, ngũ thanh biến thành ngũ quan. Gan màu xanh nè, cho nó màu vàng nha, gan màu xanh là tỳ màu vàng, là thận màu đen, là phổi màu trắng, là tim màu đỏ, sẽ có ngũ quan hào quang chư Phật đó, ngũ sắc. Mình ông không làm chủ được nó thành ngũ dục như vậy, cho nên ông tiên á, ông đầu tiên hết ông chủ được tu là không còn dâm dục, tu mãn bất dâm dục, ông chủ về thần, thần mãn bất ngọa không ngủ, khí mãn bất trung thực không ăn, vẫn sống hoài 1000 năm 2000 năm. Cho nên ông tiên còn khó hơn ông thánh với ông Phật. Cho nên làm chủ được tinh khí thần rồi đó mới chuyển được cái ngũ là ngũ dục. Ngũ dục mới làm chủ được ngũ tạng. Cho nên sống mãi sống hoài, sống với thời gian không gian. Còn mình chưa làm chủ được cho đừng nói là tu tâm. Thấy đó không? Cho nên đạo tiên thì chủ về tinh khí thần đó. Còn đạo thánh thì nhân trí dũng, còn đạo Phật là bi trí dũng đó. Để lấy cái gì? Vô trụ làm tông của đạo Phật, chánh quán làm tông, đó là chữ chung là đạo thánh. Cho nên Đức Khổng Tử ngài nói với Khơ Nhân Hầu đó,
Ông á là Tăng Sâm, Sâm Hồ Ngô Đạo Nhất Dĩ Quán Chi Nhất Quán. Tăng Sâm ơi, đạo ta có một mà suốt phong khắp cả. Tới chừng ông á, Tăng Sâm mới trả lời với thính chúng đệ tử của ông á là trung thứ, thứ là dưới, bực dưới hết đồng trung, bực trên xét hết một xét một, một cái xét là quán, quán là sơ tổ cùng. À, cho nên gọi là cái đạo Phật là vô trụ làm tông, vô niệm làm bổ. Đó, đạo Thánh là chánh quán làm tông, đạo Tiên là vô vi thanh tịnh làm tông. Đó, cho nên làm chủ được cái tinh khí thần, ngũ dục không còn. Thì ngũ dục không còn thì ngũ quẩn nó mới phá tan. Nếu không có làm chủ được ngũ dục thì nhất định ngũ quẩn nó đè. Mình chơi trời thiên dở hơn, mình dở hơn trời thiên nữa. Dở không? Mình dở hơn trời thiên xa đó. Ở Pháp Tông đó 500 năm, 500 năm đó đầu nó là triết lý, tôi nói như thế này nè. 500 năm, 100 năm đầu là tham, 100 năm đò thứ hai là sân, năm thứ 300 á là sân, năm thứ 400 á si, thấy không? Thứ 5 là mạng đó, tham sân si mạng nghi, đó là 500 năm. Mà khi gặp ông Tam Tạng là thầy ơi đi xa đi thầy. Bởi vì á, bà Quan Âm cho cái câu chú khẩn nhi cô, biểu ông Tam Tạng khi gặp đọc lên câu đó đốt giấy cho ông này ông ra, tôi muốn ngũ hành. Tức khắc à, thầy ơi đi xa đi thầy, thầy ơi đi xa nữa đi thầy. Ông vũ một cái đó ha, rồi ngũ hành bay. Còn mình bây giờ mấy chục năm rồi, thầy khai đạo tới giờ 100 năm cho trơn hà y thân hà, nhiều khi nó thêm nữa. Hồi nãy tham ớt thì tham nhiều, hồi nãy giận ớt thì giận nhiều, hồi nãy nhân ngã ớt thì nhân ngã nhiều, giờ mình thua rồi. Còn tội ơi, tội thiên chắc ở đây ngàn năm quá à, ổng ở 500 năm mình ở đây chắc ngàn năm. Bởi vì mình giỏi hơn thầy, giỏi rồi, thầy giỏi ra rồi, thấy không? Biết sao trút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đỡ chờ trong. Thầy dở rồi, thấy không? Mà không đi, thấy thầy quá sướng ở đây hoài luôn. À, thầy kêu đi con ơi, đi. Khó đi quá thầy ơi. Mình nói rồi đó, tu thành Phật khó quá, thành thần. Thầy tu nói thành Phật được, thành Phật khó quá, thôi thành thần đi. Đó đó, thì mình kéo lại chứ gì đâu, phải không? Thì rõ ràng đó, thầy ra đời thầy mở ách, điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách hai nha, ách này tới hai phần. Ở bên ngoài đất nước Việt Nam đô hộ người Pháp, đó là một cái ách. Thứ hai, mình bị dân lợi tình thất tình lục dục là hai cái ách. Về tinh thần thầy gỡ cho mình rồi, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Đạo thở của mấy bà câu mới một sáng mắt ra, không sáng mắt tại mình đó. Nước ma ha tứ tắc làm phàm vô đạo, sao không chịu mà lấy nước ma ha uống, mà uống nước cái gì, nước là dưới sông, nước không bộ chứ uống nước sông chi vậy, rồi cho nó tham sân si nó giấy lên nữa, mặn lên hoài. Cho nên thầy đó là gỡ ách đó, cái ách của nô lệ người Pháp nhất định thầy sẽ gỡ. Thứ hai, thầy sẽ gỡ cho mình là danh lợi tình, con ơi xin đừng đeo lắm đợi danh, bỏ câu đạo bất thư danh giải truyền, bỏ đi con ơi. À, không? Đó, lợi dân chất nhắn như luồng gió thấy đó rồi đâu bỗng mất liền. Đó, thì rõ ràng mình không chịu bỏ. Không chịu bỏ làm sao theo thầy được. Thầy gỡ rồi, mình cứ chồng vô. Cha gỡ ra kỳ quá. Gỡ ra sao sái kỳ. Thôi gắn lại. Không? Đó là mình ghiền. Thấy thanh chúng quá ghiền giờ cảnh tục. Nên nhiều lần cả dục thúc muôn dân. Bạch trước là trong trắng. Bạch là trong... À, bạch là trắng, trinh là trắng, lòng trong trắng mới giữ được cái đạo, phải không? Bạch trinh mới giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần mấy lần cái gì đó không, nên nhiều lần là 5 lần thôi, không? Thứ nhất thọ ký Lung Sơn Tây An Phật ấy Nam Kỳ Đảng Sanh, thứ hai thầy kể cho rành Trà Lôn, thứ ấy dạng ranh Phật Chùm giảng sư có bóng cổ tùng truyền lưu dấu để tương phùng bá gia, thứ ba Ngô Lợi Phật Đà, tứ ăn hiếu nghĩa hiệu nhà cổ điên, thứ năm hoài gót xuống thiền, thứ tư hoài gót xuống thiền hiểu ông sư giải dạo miệng thế gian, thứ năm
À, trở lại An Giang chấn hưng đạo Phật làng Hòa Hảo Thôn, phải 5 lần không? 5 lần thì hôm nay 5 lần này không phải lần có chót mà lần thứ có chót đây đó. Thầy trở lại đây thầy chứng chứng quả Như Lai đó, thầy chứng quả Như Lai, thầy là Bồ Tát Bổ Xứ rồi. Bây giờ hôm nay lần này lần thứ chót để thầy chứng vào quả Như Lai giống như ông Hộ Minh Bồ Tát hết nhiệm kỳ của Bồ Tát Bổ Xứ rồi. Bây giờ sẽ chứng quả Như Lai để mở hội Long Hoa. Ông là Hộ Minh Bồ Tát thì mở hội, hội là Linh Sơn đó, là đức thầy mình mở hội Long Hoa thì vậy thọ ký cho tín đồ, phải không? Thọ ký đó thì rõ ràng hôm nay mình không chịu là dứt trừ nó rồi gặp thầy á em, thầy nói rõ ràng mà, để gặp Phật ngồi mang ăn khắp rồi gỡ làm sao hết đó mà về mắt nhìn xeo đi mua bốn bề bởi ác thức nên không ai cứu. Vậy mà mình phải gỡ trước đi, gỡ trước với thầy về thì mình sẽ gặp đức thầy trong tương lai rồi mình sẽ dọn đường ha. Sao lập hội thì già quá trẻ khắp toàn cầu đổ xác, xác đổ chưa, xác này xác gì, xác phàm, nhưng mà muốn xác gì, muốn tôi ông thánh, ông thánh thì xác này được ham dân lợi, cư trần bất nhiễm là người thánh nhất định sẽ là xác thánh. Hồn gì, muốn hồn gì, hồn Phật phải không, từ bi hỷ xả, muốn hồn tôi phải không, là trừ mùa ác hành thập thiện vi sanh tiên giả, thiên giả. Vậy có trời, vậy có trời là tha la kim tiên sẽ là không luân hồi, đó là tiên. Còn muốn về nhân đạo thì là giữ dạng tứ ăn trừ thập ác. Thầy dạy con á, thần thì thần là trung, thần đạo là trung, trung quân thác đặng thành thần, dầu không siêu cũng đặng về tầng. Giờ hai chữ trung quân ái quốc quá dễ mà rất là khó, nói nó dễ lắm không, rất là khó, khó làm nhất trong khi mình đã hành động. Mà nói rất là dễ, cho nó một tạ lý thuyết á không bằng một khía nó 100 gram thực hành. 100 gram thôi nó có giá trị hơn là một tạ lý thuyết, phải không? Nói rất là khó, tôi nói nói đạo rất là khó. Cái nhà triết học tôi nói là học nói 2 năm mà biết rất là khó nữa là 60 năm biết. Biết gì? Biết tư tưởng người ta, nói sao cho đừng buồn, nói sao ta đừng giận, nói sao đừng có chia rẽ, là biết đó ha. Cái biết này 60 năm còn hiểu nữa ha, hiểu là 100 năm quá, hiểu là ghê nha. Còn tới hành cái thành thành công của nó là gần nữa. Tôi qua giai đoạn đoạn học nói, học biết, học hiểu, học làm là hành đó. Cho nên trong khi đó mình biết không, biết rồi, biết rồi, đã xong là mình hiểu đạo rồi, mình học đạo rất là dễ đúng không? Nhưng mà nói tôi biết lòng hoài thì đây là khó. Đó. Nói đi. Thì đâu là đức thầy Quy Nguyên Tam Giáo đâu vậy? Quy Nguyên Tam Giáo, thành Tam Giáo Quy Nguyên Diện Lý Căn, Hùng Anh Phiên Quốc Lai Hạng Phục, à, Đinh Hợi Đáo Niên Tạo Thiện Nhân. Đây là Quy Nguyên Tam Giáo. Thầy đem lợn tinh thần, tinh thần của Đạo Phật, tinh thần của Đạo Thánh và tinh thần của Đạo Nhân, thì đây là Tam Giáo Quy Nguyên. Mà đặc biệt đức thầy chỉ chú trọng về vấn đề nền tảng của đạo nhân thôi. Thánh, đem đạo thánh ra dạy cương thường đạo lý, trai có tam can ngũ thường, gái có tam tùng tứ đức, đây là đạo nhân luôn, sống vào cái lẽ phải của đạo thánh. Nhưng mà tinh thần tối thượng ở đây là không nhiễm, à, cư sĩ hữu vị. Bậc cư sĩ có 2 người, 2 hạng: nhất quản cư tài, cư tài chí sĩ danh di cư sĩ; nhị tại gia tu đạo, cư gia đạo thủy danh di cư sĩ. Cái hạng thứ nhất giàu có mà không bị tiền bạc cuốn lôi, đó là thứ nhất. Cái hạng thứ hai như thầy mình, như ông Đức Phật Trùm, như là ông là Ngô Lợi, là Đức Bổn Sư, như ông Sư Giải, như đức thầy mình, đáng xuất gia mà không xuất gia, có đầu tóc, có để tóc để râu, nhưng mà ngược lại tinh thần xuất chúng. Mà đạo cư sĩ thì có từ đâu? Có từ thờ Đức Phật. Mang cái hình tại gia như ông á, là ông Cấp Cô Độc, thứ hai ông Di Ma Cật, trợ duyên cho Đức Phật rất là tối thượng. Các hàng á, là xuất gia không bao giờ hiểu được cái pháp á, là tối thượng của Đức Phật, chỉ duy nhất là ông Di Ma Cật chứ ông Văn Thù Sư Lợi thôi ha. Đó là đức thầy mình hôm nay thể hiện là để râu để tóc,
Nói tục cổ sát khùng để tóc phải đua chen tập tánh ông cha. Tu là tu, để tóc là để tóc. Để tóc không phải là tu, tu không phải là để tóc. Để tóc mà không chịu trao tâm sửa tánh cũng chẳng phải là kẻ tu hành. Từ đây trở đi thoát được ách người Pháp, thấy không? Được ách đó, nãy được ách đó. Thoát được ách người Pháp, thề cho bổn đạo tự do cải cách, hầu hòa hợp với lương dân cùng tôn giáo khác. Đây là thầy quy nguyên lại, cho mình dễ đàm. Đừng có chú trọng về rồi, ông đó hớt tóc không phải là đạo. Đừng nói ông đó mặc áo bà ba mà đạo ông kia. Áo bà ba không phải đạo đâu. Nếu nhận định rằng áo bà ba là đạo là sai. Không áo bà ba là đạo, nó không đạo không đâu phải. Không, nếu nói về cái nguyên lý của nó đó là áo bà ba là áo là gì? Quốc phục. Người Việt Nam hát bài ca bông súng trắng đó. Áo bà ba được khăn rằng quấn cổ, đây là phong tục của đất nước Việt Nam, chứ không phải là ông đạo. Còn áo phục mặc đồ Tây, còn đạo phục mặc đồ Tây nè. Cái áo tôi mặc đây nè là đạo phục đây. Đạo là áo mặc áo chàng. Áo chàng màu già, màu già, màu đen, màu trắng, màu gì không biết. Mà áo dài đây là đạo phục, đạo tam kỳ màu trắng. Còn chức sắc thì màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Còn bên đó là bên là thống nhất thì màu vàng. Còn một vai áo dài không biết màu đen hay màu già. Đây là đạo phục có gì? À thưa quý vị, thầy quá đơn giản về cách sống để cho hòa hợp tất cả mọi người, để cho không còn phân biệt được cái chủng tộc và cá nhân. Đây là phải hòa hợp. Đó, đạo cái áo này là áo hòa hợp. Là cái đạo đó là nó có xuất phát từ cái tư tưởng. Là thưa quý vị, trở lại vấn đề thì hôm nay chia sẻ với quý vị mình trong cái chương trình của đạo Phật, đạo Thánh, đạo Tiên, đức thầy thì thầy được đem vô đây trong Tam Giáo Quy Nguyên là luồng tư tưởng của đạo Phật có cưng lực luận. Còn đạo Tiên thì có đạo đức cưng, thanh tịnh cưng. Còn đạo Thánh có là tứ thư và ngũ cung để dạy cho tất cả mọi người trở lại chánh nhân quân tử. Đạo Phật trở lại cho mình trở thành một người siêu việt cõi đời, không bao giờ nhiễm ô cõi thế. Thưa quý vị, vừa qua chia sẻ cô bác anh chị em trong cái thời gian chia giao duyên cùng với đồng đạo xa gần, với là gia đình của đồng đạo Sáu Cường, đến đây xin dứt lời. Trước khi rời khỏi nơi đây, còn chúc quý vị bình thân được khỏe, tâm được an, trí huệ mở mang, tu hành tinh tấn và nghiên cứu giáo lý thầy càng sâu sắc hơn nữa. Vì một ngày gần đây thầy sẽ trở lại để chi? Để là vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, đạo tối thượng lắm ta sẽ đều dùng ý để truyền. Danh ngôn chép để rạch đàn tiên, mà cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc giải phiền. Cái này xin hết. Tâm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.